Hello, xin chào tất cả các bác đã quay lại với kênh của Trần Thắng Vlog. Và hôm nay mình sẽ làm một clip về chia sẻ về cái chương trình cách mạng mua sắm của Sen Đỏ. Thì với cách mạng mua sắm của Lazada đã kết thúc từ ngày 11 tháng 11 tháng vừa rồi. Và sắp tới thì khoảng ngày 1 tháng 12 thì bên Sen Đỏ sẽ thực hiện một cách mạng mua sắm của bên Sen Đỏ. Và bây giờ chúng ta cùng vào cái website của Sen Đỏ để xem bên Sen Đỏ họ có những cái chương trình như thế nào và chúng ta sẽ lấy những cái mã giảm giá ở Sen Đỏ như thế nào nhá. Ok, hiện tại vì tớ đang có mặt ở cái website của Sen Đỏ, các bạn có thể thấy đây, cái này sao lại không có banner nhỉ? Đây, cách mạng mua sắm của Sen Đỏ nó chỉ bé bé như này thôi. Bên này thì ta gọi là ngày hội mua sắm trực tuyến năm 2017. Thì ở Sen Đỏ hiện nay đang có chạy một số cái chương trình để cho chúng ta có thể lấy được mã giảm giá như là săn giờ vàng, được ngay voucher 300.000. Thì cái này lấy ở đâu? Thì hiện nay cái chương trình voucher đăng nhập giờ vàng trúng ngay voucher 300.000 của Sen Đỏ chỉ có thể chạy được trên app thôi. Thì chúng ta trong cái trường hợp mà chúng ta không thể sử dụng được điện thoại thì như nào, thì mình cũng hướng dẫn luôn các bạn một cách để có thể get được cái code từ Sen Đỏ như nào. Thì trong nếu bạn các bạn theo dõi cái channel của mình ý, thì ở các trong cái series dạy vlog thì mình có nói đến một cái thủ thuật mình cài một cái phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên máy tính. Thì bằng cái phần mềm này thì mình có thể dùng để get được cái mã giảm giá của Sen Đỏ. Và cái phần mềm đó chính là Droponic. Thì cái phần mềm đấy sử dụng như nào thì các bạn xem clip ở đây nhé. Mình sẽ đính cái link video hướng dẫn sử dụng Droponic như nào. Ok, và bây giờ mình sẽ mở cái chương trình Droponic lên. Đây à, A, B, C, D này. Đây, Droponic. Thì cái này cài đặt như nào hay sử dụng như nào thì mình sẽ không nói nữa. Thì các bạn xem một cái clip mình hướng dẫn thì sẽ hiểu thôi. Hoặc là các bạn là biết rồi thì chắc là cái phần đấy chắc là thừa đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ khởi động chương trình giả lập Android, đó là Droponic. Mình sẽ nói trước cái phần làm sao để lấy được cái mã giảm giá của cái chương trình đăng nhập giờ vàng trúng ngay voucher 300.000 của Sen Đỏ nhá. Chúng ta chờ lúc để khởi động chương trình. Thì quay trở lại với website của Sen Đỏ thì ngoài cái chương trình Sen Đỏ đang chạy thì chúng ta có thể lấy được cái mã giảm giá ở cái chính chương trình cách mạng mua sắm của Sen Đỏ. Đây, chương trình ngày hội mua sắm trực tuyến 2017. Kích vào đây. Đây rồi, nó ra luôn. Cái này nó chính là cái trang chủ của nó luôn đây. Thì như vậy là cái chương trình nó đã khởi động từ ngày 13 tháng 11. Đây, với chương trình đầu tiên nó là cú săn deal. Và ngày 20 Sen Đỏ bắt đầu chạy cú khoe hàng. Thì những cái này mình cũng chia sẻ luôn với các bạn là những cái này khó ăn được mã giảm giá lắm các bạn ạ. Cái cú săn deal này tức là họ chạy một số cái giờ vàng như là tầm 11 giờ, 1 giờ ấy, thì sẽ có một số cái mặt hàng giảm giá bán với số lượng có hạn. Tuy nhiên là mình theo dõi cái đấy thì mình cho rằng thì những cái sản phẩm đấy thì mua cũng không phải là giá là quá là tốt. Thì mà thực ra cái chương trình nó cũng đã hết rồi. Tiếp theo đó là cái chương trình ngày 20 tháng 11 của Sen Đỏ, đó là chương trình cú khoe hàng. Tức là Sen Đỏ chạy một chương trình, tức là mình up cái ảnh của mình lên Facebook và căn cứ theo cái lượt share, lượt like, lượt tương thích ở trên cái Facebook của bạn thì sẽ trao giải, tức là giải nhất được một voucher 500.000 ấy. Mình nghĩ cái này rất là khó. Và một cái chương trình nữa thì mình nghĩ là khả năng các bạn có thể lấy được cái mã giảm giá của Sen Đỏ ở đây, đó là cái chương trình cú săn su. Thì chương trình này đã chạy từ 21 tháng 11 rồi. Thì rất tiếc là hôm nay mình có điều kiện mình làm clip để hướng dẫn các bạn được. Chúng ta sẽ kích vào cú săn su nhá. Ok, tức là cú săn su tức là sẽ thực hiện một chuỗi các nhiệm vụ từ ngày 21 tháng 11 đến ngày trước ngày 1 tháng 12, tức là vào khoảng ngày 30 tháng 2. Thì theo số lượng su mà các bạn kiếm được thì sẽ quy đổi ra được cái mã giảm giá. Và cái mã giảm giá cao nhất theo mình theo dõi được đó chính là cái mã giảm giá 500.000, nhưng cho đơn hàng khoảng 2 triệu. Tức là với đơn hàng 2 triệu thì bạn bớt được 500.000 thì các bạn sẽ mua hàng với giá khoảng 1,5 triệu thôi.
và cái mã nhỏ nhất đó chính là 50k. Đây chúng ta vào xem cái phần này luôn. Thì đây xem thể lệ. Tỷ lệ quy đổi của sen đỏ ở đây. Mỗi tức là họ sẽ tự ghi một cái list các nhiệm vụ mà mình phải thực hiện hàng ngày từ ngày 21 đến ngày 30 đây. Thì mỗi cái nhiệm vụ khác nhau thì nó sẽ có mức thưởng xu khác nhau. Cái xu này sau khi đến ngày 1 tháng 12 mình sẽ quy đổi thành mã giảm giá các bạn nhé. Ok. Thì tỷ lệ quy đổi như nào thì mình sẽ kích ở đây này, đổi xu lấy qua. Thì sen đỏ họ sẽ cung cấp cho mình biết là như thế nào. Sẽ tăng xem tỷ lệ này. Ngoài ra thì trong quá trình các bạn thực hiện nhiệm vụ thì mình có thể dùng cái xu đấy đổi trực tiếp ra các cái phần quà bằng cái gọi là dương may mắn. Thì mỗi ngày sen đỏ sẽ cung cấp cho các bạn một lần tham dự miễn phí. Còn nếu các cái lần tiếp theo thì mình sẽ mất 150 xu. Và một ngày thì mỗi tài khoản được tối đa là 10 lần đổi quà từ xu. Quà thì có những cái gì? Thì có phiếu bốc trong trúng thưởng, xu mở ra được cộng thêm bao nhiêu xu nữa, và mã giảm giá. Mã giảm giá này nhưng lại chỉ áp dụng được vào duy nhất ngày 1 tháng 12 và các phần thẻ cao như thẻ cao Viettel hay thẻ game. Đây mình sẽ mở phần này. Và bây giờ chúng ta sẽ thắc mắc là làm thế nào để kiếm được xu. Rất đơn giản thôi, các bạn quay lại cho mình cái trang chủ của Sendor. Thì đây chúng ta sẽ thực hiện các cái chuỗi nhiệm vụ này. Ví dụ ngày 21 tháng 11 là ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ đó là xác thực số điện thoại. Với một số điện thoại các bạn sẽ xác thực được cho hai tài khoản. Hai tài khoản đơn giản lắm, vào lấy có hai cái mail thì vào tạo hai cái là được. Xong mình sẽ thì sau khi có tài khoản xe đỏ xong mình sẽ dùng số điện thoại đấy mình xác thực thì mình sẽ nhận được tổng là 1.400 xu. Nhận nhiệm vụ thì được 200, hoàn thành thì được 1.200. Tiếp theo cái nhiệm vụ ngày 22 tháng 11, ôi những cái vụ này đã trải qua hết rồi, cái này khả năng là tớ phải đăng nhập vào thôi. Ví dụ tôi sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản rác đi, chứ đăng khoản chính thì có khi lại bị ấy. Được quá nhỉ. Ô đơ rồi. Khả năng cái lượt truy cập web nó đang rất là cao và mình cũng login vào rồi đây. Thì cái nhiệm vụ đây nhá, hôm nay là ngày 24 này. 24 thì có cái nhiệm vụ riêng như là bấm yêu thích một cái sản phẩm. Cái này rất đơn giản thôi, các bạn vào một shop ấn yêu thích cái là xong. Thì mình sẽ nhận được 700 xu. Đây mình sẽ nói tiếp cái nhiệm vụ đầu tiên, ngày xác thực điện thoại này. Ngày 22 thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ đó là chia sẻ cái sự kiện này lên cái Facebook. Thì theo mình thấy, mình test thì là dùng một cái Facebook thôi. Mình đăng nhập vào sen đỏ bằng các cái mail khác nhau, sau đó mình share lên một cái Facebook xong rồi mình xóa đi. Cái này cũng chả kiểm tra đâu. Nhưng mà các bạn phải kích vào cái phần hoàn thành ở đây để lấy xu về trước nhá. Chứ bạn mà xóa, vừa đăng xong xóa luôn thì nó sẽ bên sen đỏ họ sẽ ghi là không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lại phải xem lại. Cái này rất là giản thôi. Game nó thực ra nó cực kỳ đơn giản. Nhiệm vụ ngày 23 tháng 11 tức là ngày hôm qua, tức là chúng ta chỉ cần đăng cài cái app của Sendor ở trên CH Play hoặc Google Play, mình tải cái ứng dụng của Sendor về, sau đó mình đăng nhập thì mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ này và mình được 22.000 xu. Đấy cái nhiệm vụ được đánh thưởng rất là cao. Và nhiệm vụ ngày hôm nay đây mình vừa nói rồi, chỉ cần yêu thích một sản phẩm thôi. Và tiếp theo các cái nhiệm vụ tiếp theo thì ở đây thì sẽ đỏ miêu tả sẵn các nhiệm vụ các bạn cần phải làm cho những ngày tiếp theo rồi. Đó là sản phẩm này, ngày 26 thì các bạn
bấm bình chọn một trong hai sản phẩm xì tai này, tức là những cái nhiệm vụ này nó sắp tới thôi, mình chưa thể thực hiện được. Thì sau khi đến ngày 30 tháng 12 thì chúng ta sẽ sưu tập được cái lượng xu nhất định ở đấy. Thì từ cái lượng xu này chúng ta sẽ đổi ra cái phần mã giảm giá hoặc là đổi thành quà. Thì sẽ kích vào cái phần mở dương đây. Đây đổi quà đây, kích vào đây này. Đấy, chúng ta sẽ đổi quà. Và các bạn nhớ rằng nhá, mỗi ngày chúng ta được một lần mở dương miễn phí. Đây. Mình mở luôn đấy, được hai cái mã rút thăm trúng thưởng. Nhiều khả năng là hai cái mã chúc bạn may mắn lần sau lắm. Tức là đến ngày mùng 1 tháng 12, tức là ngày cách mạng mua sắm của Sen Đỏ, thì họ sẽ thực hiện bốc thăm trúng thưởng iPhone X. Cái này mình nghĩ là chẳng trúng được đâu. Nên chúng ta, quan trọng là chúng ta cần được cái mã giảm giá để chúng ta mua hàng nó giá nó rẻ hơn thôi. Ok. Ngoài ra thì trong cái chương trình cách mạng mua sắm của Sen Đỏ thì họ sẽ thực hiện các cái chương trình khác. Như ví dụ ngày hôm nay có cái event là cú xì tai. Thực ra mình có chơi thử cái event này nhưng mình thấy nó vô lý và vô nghĩa. Tức là các bạn vào tạo một cái gọi là thích 5 cái sản phẩm, xong các bạn làm một cái list là tôi thích những sản phẩm này, xong lại like trên Facebook. Thực ra đây mình nghĩ là đó là một cái mục tiêu nhắm đến, tức là tiếp cận các khách hàng trên Facebook và tăng tiếng vang cho Sen Đỏ. Điều đó cũng là hợp lý. Nhưng mà đối với chúng ta, những người săn hàng giảm giá hoặc săn mã giảm giá, thì chúng ta chỉ cần thực hiện nhiệm vụ săn xu rồi thôi. Và thêm một cái phần nữa, đó chính là săn mã giảm giá giờ vàng của Sen Đỏ. Thì bắt buộc cái đấy chúng ta phải dùng trên điện thoại nhá. Đây ví dụ mình, cái này là cái chương trình giả lập cho, mình sẽ đóng cái cửa sổ này xuống đã. Chương trình giả lập cho điện thoại, tức là những cái này các bạn nhìn thấy nó tương tự như là các bạn đang mở điện thoại đấy. Mình không muốn mở điện thoại của mình, muốn làm trực tiếp trên máy tính, đỡ phải thao tác nhiều. Thì đây chính là Sen Đỏ này, mình đã cài sẵn cái này rồi. Cài như là thì các bạn xem clip hướng dẫn là học Vlog số 8 hay số 9 ấy, mình hướng dẫn cách cài cái Dragonic này. Chúng ta sẽ khởi động chương trình Dragonic. Khá là nhanh thôi, và chúng ta đăng nhập. Cái này thì mình đây. Thì ở trên app này chúng ta mới nhìn được cái event của Sen Đỏ, đó chính là giờ vàng Sen Đỏ. Các bạn click vào đây. Thì cái giờ vàng của Sen Đỏ nó sẽ vào khoảng từ 12 giờ đến 8 giờ. Mình thấy một cái điều rất là vô lý ở trên cái Sen Đỏ này, tức là trên cái trang chủ nó ghi là từ 12 giờ đến 21 giờ mới gọi là giờ vàng, nhưng trên thực tế là tầm 20 giờ các bạn đăng nhập vào các bạn đã get được code về rồi. Mình sẽ ấn vào tỷ lệ nhá. Cái này nó sẽ khá là chậm vì mình đang chạy một số chương trình khác chạy nền trên máy tính. Nó sẽ ấn không ra nhỉ. Đấy thôi, tức là mình chỉ cần chú ý, tức là 12 giờ và 20 giờ tối mình vào đăng nhập bằng cái Sen Đỏ app này trên điện thoại. Mình căn cái giờ, đúng cái giờ đấy, đúng 12:00, 20:00, mình kích vào đây này, đăng nhập vào đây. Cái này thì tớ phải đăng nhập vào đã. Mình sẽ dùng luôn cái account kia nhá. Dùng chuột khó hơn là dùng chính là dùng trên điện thoại cảm ứng dễ hơn. Cái này dùng trên máy tính mình kéo vào hơi khó. Rồi đăng nhập vào đây. Chúng ta sẽ đăng nhập. Đây đăng nhập rồi. Thì đến đúng cái giờ vàng chúng ta sẽ kích vào đây. Thì các cái mã giảm giá gồm có 50k cho đơn hàng 100, 100k giảm 100k cho đơn hàng 200. Mã to nhất là 300k cho đơn hàng 500. Thực ra thì mình cũng đã chạy thử test cái chương trình này. Thì thú thật với các bạn là code thì công nhận ghét rất là dễ, nhưng mà cái việc mà để áp vào nó giảm giá cho mình thì mình nghĩ là rất là khó. Thì mình trong quá trình mình có thử cái này ấy, thì mình nhớ mình được có hai lần, một mã là 50k và mã 100k. Còn trên các cái group mà anh em chia sẻ ấy, thì một số anh em thì cái mã 200 anh em vẫn nhận được, còn cái mã 300 mình nghĩ là Sen Đỏ treo đầu dê chứ không thấy ai trúng được cái đấy, vì cái thời gian mở là 12 giờ xong get code nó không bao giờ code chạy. Đó là một cái điều không biết các bạn nào, nhưng mình nhìn nhận như thế và anh em trên group của mình
và các group khác họ chia sẻ như vậy. Cái này thì nó sẽ báo là chưa nhận được vì chưa đến giờ. Thì đây, mình chia sẻ luôn đây, mình chứng minh cho các bạn thấy là mình đã tham dự cái này nhiều như nào. Đây là mã giảm giá nhưng nó sẽ đi loại cái lốc mà các bạn tham dự này. Mình rớt được nhiều mã luôn. Hầu như ngày nào thì mình cũng đặt chung áo thức, giờ đấy mình vào thôi, nó thành cái thói quen rồi. Rất nhiều mã luôn này, 200 cái thứ nhưng mà không thể áp chạy được. Nhưng mà biết đâu đấy, có thể các bạn trong này các bạn may mắn hơn mình thì có thể nhận được cái mã giảm giá tốt từ sen đỏ thì sao, đúng không? Như vậy trên đây là mình chia sẻ cái hai cái cách nhận mã giảm giá của sen đỏ tính đến thời điểm hiện tại, tức là cuối tháng 11 năm 2007. Còn các cái thời gian tới thì có nhiều cách hơn để nhận mã như nào thì mình chia sẻ trong các clip sau. Nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì mong các bạn subscribe kênh, ủng hộ và like video và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.